bán 800 mét vuông nhà và đất mặt tiền đường ô tô gần quốc lộ 1 anh chị ơi. Trải tiền chế ra bên hông rất là mát mẻ, ranh móc rõ ràng luôn nha. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Lần đầu tiên Bảo Thiện xin gửi lời chúc bình an và may mắn đến tất cả những ai xem được clip này của Bảo Thiện nha. Dạ, hôm nay Bảo Thiện đang có mặt tại xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trên mặt tiền đường đan ô tô 7 chỗ đến đất này nè, phía trước là view kênh Rạch Miễu nha anh chị. Thiện có nhận một căn nhà và đất ha, với tổng diện tích là 800 m² luôn. Nhà và đất của mình đó, nhà thì xây về hướng đông bắc và đất thì xây về hướng này là hướng tây bắc nha cô chú và anh chị. Trước hết tuyến đường của mình là tuyến đường thông ha, theo hướng này thì mình sẽ thông về phía Mỹ Lệ A, và theo hướng này thì mình sẽ thông ra quốc lộ 1A của mình, chỉ có là 700, chỉ có 600 mét thôi cô chú và anh chị mình à. Dạ, vị trí của mình, anh chị ra chợ, có chợ gần nhất là chợ Cổ Cò ha, đối diện có Bách Hóa Xanh này, nhà thuốc Long Châu, nhà thuốc An Khang, đầy đủ tiện ích cho mình, chỉ có là 1.5 km thôi. Còn anh chị ra của Ủy ban Nhân dân là có Ủy ban Nhân dân Cổ Cò ha, rồi trường học và trạm y tế này, tiện ích công của mình chỉ là 2 km thôi ạ. Vị trí của mình mà anh chị ra cầu Mỹ Thuận á là 9.5 km, về thành phố Mỹ Tho là 50 cây, và ra bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mình là 108 km nha. Dạ rồi, đất của mình á anh chị đó, thì Thiện thấy là có một cái địa thế tương đối là đẹp luôn ha. Chỉ có một cái thôi anh chị ơi, đó chính là bên hông thì có đường dây điện. Tuy nhiên thì chủ nói với Thiện cái đường dây điện này là nó đổ sang cái mé đất của bên cái vườn mận này nè, chứ nó không nằm trên diện tích đất của mình nha. Và hiện tại Thiện thấy là trên sổ cũng không có hiển thị đường dây điện luôn á. Là ở khu vực này thì Thiện thấy là người ta cũng xây nhà rất là nhiều nè. Cô chú và anh chị mình về đây ở thì mình vẫn lên thổ cư mình ở sinh sống được bình thường luôn nha cô chú và anh chị. Phía trước là có view kênh thông mát ha. Dạ rồi, và thửa đất hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho cô chú và anh chị nằm ngay trước màn hình cô chú và anh chị xem này nha. Dạ, với tổng diện tích nhà và đất của mình là 801 m². Thì cái ranh của mình á, tính từ vị trí này nè anh chị, tính từ vị trí trụ đá này nha. Đây cái trụ đá này nè thì anh chị sẽ đo ngang qua cho Bảo Thiện, đo ngang qua giáp với cái nhà bên hông luôn. Mặt tiền tiếp giáp với đường của mình là được 17.17 nha. Giáp với cái nhà bên hông này nha anh chị, thì mặt tiền của mình được 17.17 nha. Chiều dài vào ở cạnh bên phải đây là 31, và chiều dài ở cạnh bên trái đây á là 25 nha. Chiều dài vào 25, xong nó sẽ đá ra chữ L bọc đích cái miếng đất bơm cát bên hông này nè anh chị. Miếng đất bơm cát bên hông này cũng bán luôn đó. Thì xíu nữa là Thiện sẽ để một cái clip liên quan tới miếng đất bên hông ở phía dưới màn hình luôn, cho cô chú dưới phần mô tả trong clip này, cho cô chú và anh chị mình có thể tham khảo nha. Dạ, thì tổng diện tích đất của miếng này là 800 m² nha anh chị. Thiện sẽ nhắc lại là mặt tiền bề ngang được 17 m, chiều sâu cạnh phải kia là 31, và chiều sâu cạnh trái này đây là 25, sau đó sẽ bọc đích miếng đất bơm két nở ra chữ L nha anh chị, nở ra chữ L thêm 25 m nữa, phần hậu kết thúc là gần 48 m luôn. Tổng diện tích là 801 m², có nhà, có đất, có một cái nền bên hông luôn, và chủ đang kêu bán với giá là 1.350.000.000 ha, còn thương lượng với chính chủ luôn cô chú anh chị mình ạ. Dạ, và xây một cái nhà thì thấy là cũng rất là mát mẻ, kiên cố và sạch đẹp luôn anh chị ơi. Đó, ranh của mình đó là từ cái phần mí này nha anh chị, phần bên này là phần đất của người ta nha, từ phần mí này nè anh chị kéo thẳng xuống có cái trụ, có trụ bên này đó, có cái trụ ở phía bên trái kia là hết cái phần diện tích đất của mình nha. Đó anh chị mình xem. Bên hông là mình được trải tiền chế hết trơn rồi. Đây nè, hiện ra cái phần ranh, chỉ ranh cho anh chị mình xem nè. Đó, ranh của mình là tới tới cái trụ này nha. Đó, tới trụ này nè. Đó, thì nó sẽ bắt đầu là đất của mình nó sẽ có chữ L, nó đá ra. Đá ra. Đó, tới lưng rào kia đá ra thêm 25 m nữa, 25 m nữa nha anh chị. Dạ. Đó, thì anh chị thấy là cái diện tích đất của mình nó sẽ nở hậu, và hậu của mình ra là tới 48 m luôn. Đó, mình còn dư ra một cái phần đất bên hông ha, một cái nền bên phải ha. Mình có thể cất thêm một căn nhà, hai căn nhà nữa, và mình có thể để dần dành cái phần diện tích đất này cho con cái hoặc là gia đình người thân của mình về đây ở chung với mình cũng rất là ok luôn nha anh chị. Bởi vì đất của mình nó còn quá là rộng rãi luôn ha. Chiều sâu của mình đến là 25 m, nhưng mà đất của mình thì mình cất xoay về hướng đông bắc này, thành ra là mình còn dư ra một cái khoảng đất rất là rộng luôn. Dạ, thì sẽ nhắc lại nha, đất của mình xoay về hướng tây bắc và nhà của mình thì xoay về hướng đông bắc nha anh chị. Chủ trải tiền chế ra phía trước nhà nè, rất là rộng luôn, và bên hông của nhà của mình nè, để anh chị cô chú mình có đám tiệc á thì mình về mình có thể kê được 2-3-4 cái bàn thoải mái luôn nha anh chị ơi. Dạ rồi, bây giờ Bảo Thiện xin mời anh chị bước vào trong nhà nha.
Đây, đây là căn nhà cấp 4 mà gia chủ cấp. Thiện thấy là rất là mát mẻ và kiên cố thế này luôn nha anh chị. Nhà của mình đó, Thiện thấy diện tích xây dựng tầm khoảng là 5 và là 15 nha anh chị cô chú mình ha. Bước vào trong nhà Thiện thấy là chủ đã ốp gạch tường cao đến là 1m6 luôn. Hai bên hông đó là đều có cửa thông thoáng để đón khí trong nhà luôn. Và phía trên đó chủ cũng lợp hệ thống là phong kỹ càng cho mình luôn rồi nha. Điện nước wifi là mình có sẵn trong nhà. Thì chủ có nói với Thiện là mình bán nhà thôi nha anh chị. Còn những cái nội thất trong nhà chủ sẽ lấy đi nha, bởi vì là gắn liền với lại là cái kỷ niệm của gia chủ mình đó anh chị ạ. Đây, vô trong nhà là mình được 2 phòng ngủ nha. Cũng có la phong, cũng ốp gạch và cũng có cửa sổ bên hông. Nói chung là cất để ở chứ không phải là cất để bán. Giống như một số căn nhà về thương mại á, thì căn này là cất chuyên để ở luôn. Đây là chủ cất rất là kỹ tính và kiên cố thế này luôn anh chị ha. Đó, nói chung bước vào nhà thì thấy là rất là mát. Bên cạnh đó là phía sau nhà của mình đó là có một cái phần gian bếp bên hông, là chủ cũng có thiết kế một cái cửa lùa thế này nè. Đó, đảm bảo cho cái không gian trong nhà nó trở nên kín đáo và an ninh hơn rất là nhiều luôn nha. Rồi, đây là khu vực WC của mình. Ở phía bên phải WC của mình ha. Đó, điện nước có sẵn hết trơn nè anh chị. Nhà này gia đình 3, 4, 5 người về ở thì thấy rất là thoải mái luôn. Và khu vực bếp của mình nè anh chị, cũng trải tiền chế là rất là rộng rãi. Nói chung cất rất là mát luôn, kiên cố. Thì nghĩ là ngôi nhà này chủ mà bán cũng đứt cái ruột luôn anh chị. Bởi vì xây cất rất là ok, chỉnh chu từng mm gạch luôn. Không phải là quá là chỉnh chu về mặt thẩm mỹ ha, nhưng mà để ở thì thấy là rất là sạch sẽ, gọn gàng luôn anh chị ạ. Đây là khuỷu hành lang bên hông, lúc nãy Thiện vừa mới quay cho anh chị mình xem. Đó là anh chị mình hình dung được hết diện tích thửa đất của mình rồi nha. Thì sẽ nhắc lại tổng diện tích là 801m2. Mục đích sử dụng là đất cây lâu năm nha anh chị. Mình có thể được chủ hỗ trợ lên thổ cư, hoặc là mình có thể được chủ bớt tiền tự lên thổ cư cũng được nữa. Với giá chủ đang kêu là 1.350.000.000, giá cả là mình sẽ về gặp chủ thương lượng nhẹ trực tiếp nha cô chú và anh chị mình ơi. Do đó anh chị quan tâm hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại bên dưới màn hình cho Bảo Thiện hoặc anh Khang Trần để được trực tiếp về xem nhà ha. Mình thương thảo thêm chút đỉnh với chính chủ và mình chốt cọc liền với chính chủ luôn nha. Bảo Thiện xin cảm ơn sự ủng hộ cô chú và anh chị. Đừng quên đăng ký kênh, ấn cái chuông ở phía bên phải để anh chị có thể sớm xem được những clip mới nhất, rẻ, đẹp nhất trên kênh Nhà Đất Trần Ngô hàng ngày nha. Bảo Thiện xin chào, hẹn gặp lại ạ.